Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong vụ án cố ý gây thương tích cho hai luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư, người đã bị tử vong do bị bạn cùng buồng tại trại giam số 3 Công an thành phố Hà Nội đánh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố 7 bị can về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự trong vụ án gồm Đặng Quang Huy, Nguyễn Duy Ninh, Lưu Công Thắng, Đỗ Xuân Nguyên, Cao Văn Huân, Nguyễn Duy Mạnh, Nguyễn Gia Tú cùng ngụ tại huyện Chương Mỹ. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, đoàn luật sư thành phố Hà Nội là các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu Đỗ Đăng Dư đã bị tử vong do bị bạn cùng buồng trại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội đánh sau khi đến gia đình cháu Đỗ Đăng Dư tại huyện Chương Mỹ để làm việc. Trên đường về đến đầu chợ xã Đông Phương Yên, hai luật sư bị một nhóm người bị mặt chặn xe, hành hung gây thương tích và chiếm đoạt điện thoại di động của luật sư Luân. Kết quả khám và chụp X-quang cho thấy luật sư Nam bị gãy sống mũi, tổn thương xoang, mắt, đa thương vùng đầu mặt.